Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, gần đây nhiều tỉnh ở Trung Quốc liên tục xuất hiện các loại thiên tai. Tối ngày 29 tháng 7, một huyện Đại Lý ở tỉnh Vân Nam đã ghi nhận một trận động đất lên tới 6,4 độ Richter. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang bước vào mùa mưa. Nhiều tỉnh phía Nam nước này như Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đã xuất hiện mưa lớn gây lũ lụt và ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Dạ Tị có tọa độ là 25,67 độ Vĩ Bắc, 99,87 độ Kinh Đông thuộc Đại Lý, tỉnh Vân Nam vào lúc 21 giờ 48 phút ngày 29 tháng 7 với tiêu cự sâu 8 km. Cũng trong ngày, CNNC đã liên tiếp thông báo rằng huyện Dạ Tị đã xảy ra 3 trận động đất khác vào lúc 20 giờ 56 phút có một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter. 21 giờ 21 phút xảy ra một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter và đến 21 giờ 37 phút một trận nữa mạnh 3,0 độ Richter. Cư dân mạng ở Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý, Tường Vân, Hạ Quan và nhiều nơi khác cho biết ở chỗ họ đều cảm thấy rung chấn. Vào ngày 30 tháng 7, mưa đá đột ngột rơi xuống nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam, tiếng mưa đá rơi như tiếng pháo nổ. Mưa lớn kèm theo mưa đá khiến mặt đường nhanh chóng trở nên trắng xóa, nhiều nơi lúa mì bị đổ rạp trên diện rộng. Người quay video nói rằng nông dân lại phải chịu tai ương, thiệt hại lần này là khôn lường. Theo báo cáo từ Trung tâm Quan trắc Thủy văn tỉnh Giang Tây, mực nước của trạm thủy văn Cát Âm trên sông Cám đã tăng lên 50,5 m vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 7 do có mưa lớn liên tục. Theo quy định về đánh số lũ trên các con sông lớn ở tỉnh Giang Tây, trận lũ số 1 năm nay của sông Cám đã hình thành ở vùng Trung Du. Kể từ tháng 6, Giang Tây đã xuất hiện 5 đợt mưa lớn đáng kể, khiến lượng mưa cao hơn 20% so với mức trung bình của nhiều năm. Mực nước của 5 con sông lớn ở Giang Tây đều đã dâng cao. Theo Sở Quản lý Ứng phó Khẩn cấp tỉnh Giang Tây, theo thống kê, tính đến 22 giờ ngày 30 tháng 7, thiên tai lũ lụt bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 đã khiến 102.000 người dân ở 26 quận huyện thuộc 7 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Nghi Xuân, Thượng Nhiêu, Cát An, Phủ Châu và Cám Châu của tỉnh này bị ảnh hưởng. Khoảng hơn 4.023 người phải sơ tán và di rời khẩn cấp, 5.700 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 388 ha hoa màu không thu hoạch được, 68 ngôi nhà của 35 hộ bị sập và hư hỏng nặng, 373 ngôi nhà của 234 hộ bị thiệt hại nhẹ. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 100 triệu nhân dân tệ. Tài khoản WeChat chính thức của Sở Quản lý Ứng phó Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông từ đêm ngày 29 tháng 7 đến chiều ngày 30 tháng 7 đã có mưa to đến rất to ở phía bắc thành phố Thiều Quan, phía bắc thành phố Thanh Viễn và huyện Hoài Tập của thành phố Triệu Khánh. Riêng ở khu tự trị dân tộc Giao Nhũ Nguyên, Thiều Quan có mưa cực lớn. Chính quyền Thiều Quan cho biết, tính đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 7, có hơn 16.000 người ở thành phố này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.400 người cần phải sơ tán gấp, 1.027 người cần tái định cư khẩn cấp, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại gần 4.300 ha hoa màu. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 960 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Cục Khí tượng Thiều Quan đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ lúc 5 giờ 41 phút sáng ngày 30 tháng 7. Các trường học ở 4 quận của thành phố này đã phải cho học sinh nghỉ học. Một số tuyến tàu hỏa đi qua Thiều Quan đã bị hoãn. Cũng vào ngày 30 tháng 7, đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở huyện Chiêu Bình, thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây. Từ video trên mạng có thể thấy, đường phố và nhà cửa bị ngập nặng, gần như chỉ thấy một vùng nước rộng lớn. Quý vị thân mến, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài vào lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7. Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Ngày 23 tháng 6, đập Tam Hiệp bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở Hạ Lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang, xảy ra mưa bão lớn, lượng mưa đo được từ 100 đến 140 mm.
một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 30 đến 50mm, có địa phương vượt quá 70mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Vào ngày 30 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 27 tháng 7, lưu lượng nước ở hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 7, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m khối trên giây, gấp đôi lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m khối trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 7, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57m, vượt mực nước lũ 2,57m. Cùng ngày, 34 tổ máy của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 20 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin, nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng 7, mực nước của trạm sông Dương Tử đạt 25m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ, dựa trên mực nước Vũ Hán là trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước đảm bảo là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Sương, gần Vũ Hán và chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km hiện đã phải chịu trận mưa lớn 23 năm một lần. Vào ngày 27 tháng 6, lượng mưa cao nhất ở Nghi Sương đạt 271,6mm, vượt quá mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Sương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy. Vào ngày 30 tháng 7, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước, khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai. Nhưng trên Twitter, nhiều người dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của Radio Free Asia, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video vào ngày 30 tháng 7 rằng hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập Cát Châu Bá đã toàn lực xả lũ. Hiện chưa tới mùa nước lên, mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là tháng 7 và tháng 8. Năm nay, các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử, bao gồm cả Vũ Hán, có bị lũ hay không, chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nick Shaoxia đã chỉ ra trong một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6m nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô chìm ngập trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đã đưa tin vào ngày 30 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8 và mưa bão cục bộ. Đến ngày 3 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang và mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Thưa quý vị, kể từ hơn 3 tháng trở lại đây, nhiều điều dị thường đã xuất hiện thường xuyên trên khắp đại lục. Gần đây, hàng chục ngàn con chim sẻ đậu khắp mặt đất tại ngã tư của một ngôi làng ở Lệ Dương, Giang Tây, ngăn mọi người đi qua. Một số người nghĩ rằng có thể có một sự kiện lớn sắp xảy ra. Những người khác nói rằng chim sẻ đang ngăn người dân đi ra khỏi làng làm việc để tránh thiên tai xảy ra. Một video lan truyền trên mạng cho thấy hàng chục ngàn con chim sẻ đã tập trung trên giao lộ giữa các ngôi làng, khiến người dân và xe hơi không thể đi lại được. Trên không trung cũng có rất nhiều chim sẻ bay lượn. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hiếu kỳ. Ngày 15 tháng 6, một cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video ngắn trên Twitter kèm theo lời bình rằng đêm qua một tia sét ở Vũ Hán đã rạch ngang bầu trời đêm. Một kiệt tác sấm sét tiếng vang rung trời. Có bài đăng trên mạng xã hội viết rằng thời tiết bất thường, đây là dấu hiệu thay đổi triều đại. Quân đội cùng dân chúng nghe theo mệnh trời, đứng lên kêu gọi khởi nghĩa vũ trang. Vào ngày 24 tháng 6, Long Môn trên khắp Tân Nhai Khẩu ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đột nhiên ngã đổ về phía Tây,
đồng thời sét đánh ngang dọc, dông bão âm ầm xuất hiện, thời tiết bất thường đi kèm với mưa, tuyết, băng và mưa đá gần như đã xảy ra ở Hồ Bắc, Hà Nam và Tứ Xuyên. Vào ngày 24 tháng 6, hiện tượng năm mặt trời cùng lúc xuất hiện ở Đà Mậu Kỳ, thành phố Bao Đầu, Tứ Tử Vương Kỳ, Ô Lan Sát Bố, Minh Tích, Lâm Quách, Lạc Minh và những nơi khác. Kỳ quan như vậy trong lịch sử là phi thường hiếm thấy. Một số người dân địa phương đã kịp chụp ảnh và quay video, mặc dù hiện tượng kỳ diệu này chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Các video được đăng tải cho thấy, năm quầng mặt trời được kết nối với nhau và tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Điều này đối với người dân là thập phần chấn động. Một số cư dân mạng cho rằng thiên có dị tượng, vận số đã hết. Người khác lại nói rằng quốc chi tương vong, tất sinh yêu nghiệt, dân chúng lầm than, thiên hiện dị tượng. Nhà tiên tri thời nhà Minh Lưu Bá Ôn trong Kim Lăng Tháp Văn Bia cũng từng nhắc đến đại ôn dịch và đại nạn phát sinh cùng cảnh tượng cha mẹ chết khó mai táng, cha mẹ chết con cháu khiêng, vạn vật cùng gặp nạn, con kiến cũng tai ương, phố thị hoa lệ bỗng hóa thành đại dương mênh mông. Cao lầu cát cũng biến thành bùn đất. Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, nhiều bệnh dịch lớn đã gắn liền với những lần thay đổi triều đại. Vào cuối mỗi triều đại, những người cai trị thường ngang ngược vô đạo, thiên tai nhân họa không ngừng, lũ lụt động đất liên miên, người dân đói khát nổi dậy, xã hội bất ổn. Cuối cùng, dịch bệnh, lũ lụt và chiến tranh đã cướp đi vô số sinh mệnh. Chỉ những người có tâm hồn thiện niệm, đạo đức cao thượng mới có thể may mắn thoát khỏi tai ương kiếp nạn. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!